มีเหลืองก็เทมิตมากก็มีมาข้างหัวnhưng mà tại sao lại lem ở dưới nhiều nhỉ? Thì là thứ sao có đấy. Thì anh làm một chiếc quạt. Anh vừa làm anh vừa chỉnh. Thank you.
nào đó. Em xem giao phòng của bác không được. Nói chung với 350 chỉ một phát đầu tiên thì ngon. Không, chứ còn đã đến phát thứ hai rồi là những em. Tại vì cái này nó sợ nó không tốt ấy. Nhưng quả đầu tiên thì mình chỉ tốt rồi. Quả thứ hai mình lại cho vào sợ. Còn cái này nó lồng lèo, chuẩn không? Một cái đầu kia tầm được ra thì theo chiều này này mình chuẩn không? Đổi mua rồi lau nó thơm lên đi. Đã được rồi. Đẹp hơn hôm qua. Phát đầu tiên là đẹp hơn hôm qua. Đẹp nhất. Nét nó đẹp. Bây giờ nó lúc này. Còn đâu ở thứ hai là còn ok. Đến lau chùi. Đúng rồi, lúc lau chùi là mình không lau. Nhưng mà kiện bỏ mức rồi. Mà đã lau ở dưới thì phải hút hết này đi. Sau đó thử vào báo này, nó không hết cái mực rồi đấy. Chết đi đã. Biết thế.